33 Osa bất thành Nga để lại hậu họa. Quý vị và các bạn thân mến, dù Nga đã không kích những địa điểm được cho là nơi cất giấu hệ thống 9K33 OSA của phiến quân, vụ cưới này vẫn khiến quân đội chính phủ Syria âm hận. Theo ông News, đại diện của nhóm Trái on Islam và Khomsa Parada tuyên bố, đêm ngày 26 tháng 6, một chiếc trực thăng quân sự của quân đội chính phủ Syria bị tấn công trên vùng Bahariya ngoài ô Damascus, Tổ chức Hồi giáo cực đoan Trash on Islam Homsa Baragda cho biết máy bay trực thăng bị bắn rơi bằng hệ thống tên lửa phòng không 9K-33 USA, định danh NATO SA-8 Gecko. Nhưng một nguồn tin quân sự khác ở Damascus thông báo cho biết on Mazda News, máy bay trực thăng quân sự đã hạ cánh an toàn tại một sân bay lân cận ngay sau khi xảy ra cuộc tấn công. Nguồn tin nói thêm rằng tên lửa chính K-33 Osa đã bị ngăn cản bởi pháo sáng gây nhiễu vào phút cuối. Sự việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Syri Pasha al-Assad đến thăm chiến tuyến quân sự tại Bari-on-Sultan chỉ vài km cách Bahadia. Hệ thống phòng không 9K33 OSA đã bị các nhóm Hồi giáo cực đoan thu giữ kỳ các chiến binh thánh chiến, đánh chiếm sân bay trực thăng Marit Olsentan vào cuối năm 2012. Tuy nhiên, quân đội CD chiếm lại sân bay này vào tháng 12 năm 2015. Hiện nay, các lực lượng vũ trang CD đang để mạnh tấn công trên khu vực nông thôn ngoại ô thủ đô CD vào năm 2016, đánh chiếm làng Bahariya 6 ngày trước. Nếu thông tin 9K33 OSA được sử dụng trong cuộc tấn công này được xác thực, thì điều này cũng đồng nghĩa với tuyên bố của Nga về việc triệt hạ thành công hệ thống 9K33 OSA hồi tháng 10 năm 2015 là không chuẩn xác. Hãng RIA Novosti ngày 15 tháng 10 năm 2015 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, chiến đấu cơ Su-34 của Nga dùng bom KAB 500 không kích và phá hủy công sự bê tông của phiến quân nơi lực lượng này giấu bệ phóng tên lửa 9K33 Osa. Theo những thông tin được công khai, hệ thống tên lửa 9K33 OSA SA-8 Treco là hệ thống tên lửa đất đối không chiến thuật tầm thấp và ngắn, có độ cơ động rất cao được Liên Xô sản xuất ra mắt lần đầu vào năm 1980. 9K33 OSA là hệ thống phòng không di động đầu tiên tích hợp cả radar chiến đấu của nó trên cùng một phương tiện. Hệ thống này được các xe chuyên chở sáu bánh có khả năng loại nước và vận chuyển bằng đường không, tầm hoạt động trên đường khoảng 500 km. Tên lửa dụng tầng 1 đẩy nhiên liệu trắng và có thể tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết. Phiên bản đầu tiên của nó là 9K33 OSA chỉ mang được 4 quả đạn lắp sẵn. Sau này 9K33 OSA được phát triển thêm 2 xe tiếp đạn BAZ 5937. Mỗi xe mang được 18 quả đạn để hỗ trợ cho khẩu đội gồm 4 xe phóng. 9K33 OSA có trọng lượng 130kg, tốc độ tối đa Mach 2,4. Độ cao hiệu quả tối thiểu tối đa là 25 trên 5.000m, tầm bắn hiệu quả từ 1.500m đến 12.000m. Tuy nhiên, sau khi được cải tiến hệ thống điều khiển, tầm bắn hiệu quả tối đa được nâng lên 15.000m. Đạn tên lửa có trọng lượng đầu đạn là 19kg và có bán kính sát thương ở độ cao thấp là 5m. Tên lửa có thời gian triển khai là 4 phút, thời gian phản ứng là 26 giây. Radar điều khiển hỏa lực Plan Pro Conical Scanfire Control Radar hoạt động 360 độ ở dạy sóng h với tầm trinh sát tối đa 35 km và tầm hoạt động hiệu quả là 30 km. Theo một số chuyên gia quân sự hàng đầu, dù được coi là hệ thống tên lửa đồ cũ, nhưng với khả năng của mình, chính K-33 OSA hoàn toàn là mối nguy hiểm với các máy bay của không quân Nga.